Khoa đã nói với Ngân rồi là Khoa hát hay. Nhưng mà không có bằng Ngân. Ủa, tại sao lại không bằng Ngân? Thì mọi người vỗ tay cho Ngân mà đúng không? Ủa, đây là đang song ca mà mọi người vỗ tay phải vỗ tay cho hai người chứ sao vỗ tay cho mình Ngân được. Bây giờ phải cần một người có chuyên môn. Đúng rồi. Cả hai đều hát hay. Trời ơi. Giọng em rất tốt. Dạ. Nhưng mà cũng được. Nói chung là cô Ngân hát hay. Cảm ơn anh. Em cũng hay. Dạ. À, nhưng mà không bằng cổ. Em cảm giác như anh yêu hái cái đẹp hay sao đấy. Bây giờ em phải mời ra đây hai nhân vật cực kỳ đẹp. Hai chị đã đẹp rồi, cho nên là em nghĩ là hai chị không ưu tiên cái đẹp đâu. Hình như em giới thiệu lộn là chị là người quan tâm đến sắc đẹp, chứ không phải là không quan tâm đến sắc đẹp em à. Chị quan tâm đến giọng hát chứ không quan tâm sắc đẹp lắm. Đúng rồi, thế vậy giọng hát của em sao ạ? Giọng hát của em rất bảo vệ môi trường. Giọng hát của em hồi nãy chị nghe là hình như nguyên bài hát được có hai câu à. Mà hát hai cái câu nó thấp như này nè. Cái cây bảo vệ môi trường á, cây nuôi hoài nó không lên gì hát dưới đất á. Giọng ca mà bảo vệ được môi trường á. Em sẽ nghiên cứu về cái nét giọng ca này ạ. Không, nhưng mà chị nói thiệt với em là hồi nãy em hát ấy, một câu đầu chị tưởng Quang Dũng đang hát. Trời ơi. Cái giọng nó trầm mà nó thấp. Dạ. Nó thấp mà nó tè. Mà nó tè. Là sao tè là sao? Là nó tè lè xuống dưới, lè tè luôn dưới. Mà cái cây nó lên không nổi đó. Lên không có nổi luôn đó. Nhưng mà giống Quang Dũng lắm. Nhưng mà nhớ hát hai câu đừng hát bốn câu. Hát bốn câu nó lòi. Còn em sao chị Tuyết? Em thì ok, good. Đó, thấy chưa Khoa? Nhưng mà em nhớ mai mốt chọn người hát nha cưng.